Em trân trọng giới thiệu tới các bác cái mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Chiếc này thì nó là bản thiếu và đã được nâng đủ lên rồi, có màn hình camera lùi và có cả cam hành trình và có cả đa năng đúc. Chiếc xe màu bạc biển 98 tư nhân chính chủ. Bác nào mà đang quan tâm chiếc này thì các bác hãy alo cho em. Số điện thoại là 0938 586 307. 093 8586 307 nhé. Các bác kết nối Zalo để được biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như là hình ảnh của xe. Đây, một chiếc xe màu bạc đăng ký tên tư nhân chính chủ bác nhé. Đấy, bác nào mà mua chiếc xe này về ra tên rất là nhanh gọn thôi. Đấy, chiếc xe này cái bản của nó là bản 1.0, xe 5 chỗ, xe 5 chỗ nhá các bác nhá. Đời cũng khá là cao và giá tiền thì chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đấy, các bác mua chiếc xe này về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì cũng rất là ok, vì chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy chỉ có 1.0 thôi mà, đúng không? Nhiên liệu chiếc xe này thì nó cũng rơi tầm khoảng 5 lít trên 100 km, 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 km, đúng không? Cái dòng xe này nó có hai phiên bản, một phiên bản nữa là máy to hơn thì xăng nó sẽ nhiều hơn. Còn cái phiên bản này là phiên bản máy 1.0 các bác nhé, cái bản tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem về chi tiết chiếc xe này. Hiện tại thì em đang quay cái hình thức bên ngoài của xe, một lát nữa em sẽ quay chi tiết bên trong nội thất của xe các bác xem nhé. Đấy. Nói chung là về chiếc xe thì các bác mua về sẵn dùng thôi. Vừa em mới mua được của tư nhân chính chủ xong. Đây, người ta đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận. Người ta đi cũng rất là giữ gìn các bác nhé. Nói chung là cái dòng xe i10 này thì nó cũng rất là lành. Đồ đạc các bác biết rồi, nó cũng rất là sẵn và rẻ, đúng không? Rất là sẵn và rẻ luôn. Và đây là trên nóc của xe đấy các bác xem. Tí em sẽ quay chi tiết để cho các bác xem bên trong nội thất cũng như ngoại thất của chiếc xe này nhé. Quay cả phần máy cho các bác xem luôn. Và đây là sơ qua phần nội thất bên trong của chiếc xe i10 này. Một lát nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái phần nội thất sau nhé. Bây giờ em quay cho các bác xem sơ lược thôi. Đấy, đây là sơ lược cái nội thất bên trong của xe. Trần vẫn là trần lý nhá, trần lý rất đẹp luôn, đúng không? Đấy, giá cũng hơn 200 triệu nhá. Giá cụ thể em sẽ ghi ở tiêu đề cho các bác xem. Và các bác đây là kiểm còn khá là dài này, năm 2021 luôn, đúng không? Rất là dài. Cái form dáng của dòng xe i10 em thấy rằng là nó nhìn là rất là nó rất là đẹp, đúng không? Nhìn là em cảm giác nó đẹp hơn những dòng xe Kia Morning. Cũng tầm tiền như là những chiếc xe Kia Morning thôi thì để mà nói thì như em với cá nhân em thì em sẽ chọn cái chiếc xe i10, đúng không? i10 thì nó có thương hiệu hơn và đặc biệt là cái bản nhập khẩu, đúng không? Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem cái chiếc xe i10 này một cách chi tiết nhất nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm cái dòng xe này thì các bác cứ alo cho em để được biết thêm thông tin nhé. Đấy, đây là cái phần đầu của xe. Đây còn là cái mình của xe này, cái form vỏ bên ngoài, bên sườn bên lái đây các bác nhé. Đấy, nà răng đây. Lốp của chiếc xe này cũng gọi là còn tạm tạm, các bác mua về thì cũng đi một thời gian nữa. Nói chung là đi khoảng một thời gian nữa cũng thoải mái luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay bên trong nội thất cho tất cả các bác xem luôn nhé. Cái dòng này thì gương kính thì hoàn toàn là chỉnh điện hết. Đấy. Hiện tại em đang quay cho các bác xem về bên trong, đúng không? Bên trong nội thất của chiếc xe. Đấy. Như tắp ni cửa này, rồi vách cửa này, đúng không? Và đây là ghế nhé, một bộ ghế da rất đẹp luôn, đúng không? Còn đây là vô lăng các bác nhé. Đấy, còn đây là tắp lô của xe này. Chiếc xe thì được trang bị thêm một cái camera hành trình nhé. Đây là chiếc camera hành trình của xe. Đồ chơi thì cái chiếc xe này cũng thấy cũng khá là đầy đủ, có cả khóa khiển luôn nhé, cái khóa khiển này, đấy. Củ số này, đấy, còn đây là cái phần tắp lô và đây màn hình của xe, cái dây điện này chính là cái dây mà cam hành trình các bác nhé, đây dây điện cam hành trình, đây lắp bác mà không nếu muốn cho nó gọn thì các bác có thể là mình luồn nó về phía đằng sau hoặc là luồn nó trên trần này xuống này thì nó sẽ gọn hơn. Để đây em thấy rằng nó cũng hơi vừa tường, đúng không ạ? Đây đồng hồ của xe nhé.
Đây, tóc đô đây các bác nhá. Đây, bác nào mà muốn xem thêm hình ảnh ở cái bộ chi tiết nào, ở bộ phận nào thì các bác hãy vào Zalo kết nối nhá. Em sẽ gửi cho các bác chi tiết hình ảnh và video cho các bác xem luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cái cánh đằng sau ra và quay trực tiếp chi tiết cho tất cả các bác xem cả cốp luôn nhé. Đấy, lát nữa em sẽ quay chi tiết từng bộ phận một cho các bác xem. Đấy, mời các bác xem cái cánh đằng sau bên đấy nhé. Quay làm sao chi tiết để cho các bác xem đúng không ạ? Cái xe này các bác mua về sẵn dùng thôi. Đấy. Mua về sẵn dùng thôi các bác nhé. Vì chiếc xe này nó cũng còn khá là cứng cáp. Đây, cái tấm nỉ này vẫn còn nguyên của xe đúng không ạ? Và bây giờ hiện tại thì em đang quay xuống cái phần khoang dưới đằng sau cốp của xe cho các bác xem đúng không ạ? Đấy, đây là phần khoang cốp nhé. Khoang cốp thì có một số cái đồ đạc của chủ xe trước vẫn còn đúng không ạ? Và bây giờ thì em quay sang bên phụ cho các bác xem nhé. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác xem thật kỹ. Rồi nếu mà các bác ở gần thì các bác hãy đến xem xe trực tiếp cảm nhận luôn. Còn bác nào ở xa thì các bác xem thật kỹ. Và nếu mà chốt được thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và hồ sơ cho các bác. Đấy. Cho dù các bác ở bất cứ đâu trên toàn quốc bên em đều hỗ trợ nhé. Rồi rồi đây, mời các bác xem kỹ và chi tiết luôn nhé. Đây, cánh đằng sau bên phụ đây. Đấy. Em đang quay cho bác xem từ bên phụ đi vào bên trong nội thất của chiếc xe. Đấy, ghế da, một bộ ghế da nó rất là đẹp luôn nhé. Cái dòng này thì các bác biết rồi là ghế da của nó ngày xưa nó là bằng lý đúng không ạ? Nguyên bản của chiếc xe dòng i10 này thì nó là bằng lý. Còn thì bây giờ là chủ xe về cũng đã được bọc ghế da rồi. Ghế da màu đen và những cái nét ô vuông bằng đỏ, màu đỏ đúng không ạ? Nhìn rất là sáng. Và bây giờ thì em sẽ quay đến cái phần máy cho tất cả các bác xem nhé. Nhà mới về một số dòng xe khác nữa các bác nhé. Cửa hàng mới về một số dòng xe khác nữa. Ví dụ như chiếc Mẹt này. Đấy, có chiếc Mẹt E240 này. Đời 2003. Đấy, giá hơn 200. Và có một chiếc xe Ford Mondeo bên đường nữa. Giá cũng chỉ có trăm mấy thôi. Đấy, chiếc Ford Mondeo kia là form mới, đèn hai vạch rồi nhá. Đấy, chiếc Corolla này, chiếc này thì chưa tới 100 luôn. Đấy, chiếc này thì cũng hơn 100 rồi. Nói chung có một vài cái chiếc mà cửa hàng mới về, còn một số nơi nữa em đang để, đang đi tỉa sơn dọn dẹp đấy ạ, chưa mang về. Thì sau cái video này các bác nếu mà các bác mà đang quan tâm thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, bác nào mà đang xem video này của em mà chưa nhấn đăng ký kênh thì các bác hãy nhớ vào cái nút đăng ký nhé, để được theo dõi, để được cập nhật những cái mẫu video mới nhất em đăng lên. Nhà em thì luôn luôn có một vài cái mẫu xe, ngày nào cũng vậy, để đăng lên cho các bác xem. Ngày nào cũng đăng lên một vài cái mẫu xe để cho các bác xem nhé. Còn đây là cái phần khoang máy của chiếc xe i10. Máy thì khô ráo sạch sẽ nhé, không có dầu mỡ chảy nhớt gì ra ngoài đâu. Đấy. Máy rất là khô ráo sạch sẽ luôn. Máy rất là khô nhá. Mà máy thì riêng về máy chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm được, máy còn rất là ngon. Đấy, máy ngon, côn số, nói chung là về chiếc xe này thì tổng thể từ phần bên ngoài cho đến một số cái chi tiết như là các bác không nhìn thấy, như là cái phần máy này, số gầm, rồi như điều hòa. Đấy, như một số chi tiết khác, chức năng khác của xe là vẫn còn hoạt động tốt nhá. Đấy. Rồi ok. Mời các bác đến xem xe tại địa chỉ số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
Và các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em là số 093 8586 307 nhé. Đấy rồi, ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em ạ.